gì cũng xin lỗi, hàn gắn những vết thương thôi. Đừng cố im lặng, chỉ biết nhìn thời gian trôi. Ngại gì nói câu xin lỗi, buồn phiền rồi sẽ hết thôi. Tha thứ nhau vì những lời xin lỗi siêu kỳ. Ủa, lâu lâu tao mới qua nhà mày mà sao mặt mày chù ù vậy? Sao, có chuyện gì? Có gì đâu, tao lúc nào cũng vậy mà. Giấu tao hoài. Thì... Dạ, con chào chú. Chào con. Tiền hôm bữa mày cần nè, nhớ mua sách dở thôi nha, mua linh tinh là biết tay tao á. Sao tao thấy ba mày lúc nào cũng cọc cằn với mày hết trơn vậy? Thì có gì đâu, tại mày cũng biết rồi đó, tao xấu xí với học không có giỏi nên ba mẹ nào mà vui được đúng không? Trời ơi, mày phải tự tin lên chứ. Mà tao thấy mày buồn hoài à. Mày buồn chuyện của ba mày đúng không? Thiệt ra là tao... Sao? Tao thích anh Khoa. Mà tao nghĩ chắc là anh không có thích tao đâu. Mày biết rồi đó, một người như ảnh vừa đẹp trai, vừa học giỏi thì làm sao có thể thích một đứa xấu xí như tao được. Nhiều lúc đó mày biết không, ảnh cứ hay đối xử tốt với tao, làm cho tao cứ hiểu là ảnh cũng có tình cảm gì với tao á mày. Mà chắc là tao ảo tưởng ha. Thôi đúng rồi, với lại tao cũng thấy anh Khoa cũng xa vời với mày nữa. Thôi nè, ổi á tao gọt xong hết rồi nè. Ăn đi. Rồi nói nghe nè. Cái gì tự tắt nha. Gọt dở xong rồi á. Giờ tao qua nhà nội tao xíu. Hồi nãy á, nội tao có kêu tao bển phụ nổi gì á. Đi nha, xíu về. Ok. Anh tính qua đây có công chuyện mà thấy Nhan đi mất tiêu rồi. Anh Khoa, lâu rồi mới gặp anh. Hương. Dạ. Anh nhờ em này nha. Anh có chuyện gì anh cứ nói đi. Nhờ em gửi cái thư này cho Nhan giúp anh. Tại vì anh hơi ngại á, cho nên không tiện tay gửi. Thôi để Nhan về em gửi cho nó liền. Ok. Dạ. Em về nha. Dạ không có gì. Thân gửi Nhan. Anh là một người không có duyên ăn nói nên không dám đứng trước mặt em để nói ra điều này. Đành phải mượn lá thư để em hiểu được lòng anh. Từ lần đầu gặp em, trái tim anh đã thổn thức. Cả ngày chỉ suy nghĩ về em. Thích anh Khoa, vừa đẹp trai, vừa học giỏi. Ủa Hương? Dạ nội. Con qua chơi hả? Dạ. Bé Nhan đâu rồi? Nhan nói với nội là qua nhà nội mà. Ủa vậy à? Vậy mà nội ở bển nội chờ nó quá trời không thấy, định nhờ nó chút chuyện. Vậy nội phải qua đây nội kiếm nó nè. Vậy nó qua bên nội rồi hả? Dạ. Ủa sao có chuyện gì mà mặt buồn dữ vậy con? Dạ không có gì, tại con đang buồn chuyện của Nhan thôi à. Hai đứa chơi thân với nhau quá mà phải không? Nhưng mà Nhan nó buồn chuyện gì nói cho nội nghe coi. Thì con thấy Nhan á là người sống khép kín, mà mặt lúc nào cũng ủ rũ hết trơn á. Bộ ba Nhan không có yêu thương Nhan gì hết trơn hả nội? Mà sao lúc nào cũng nghiêm khắc với Nhan hết trơn vậy? Tánh vậy thôi, chứ không phải là không thương đâu, mà có điều nó không có bộc lộ ra ngoài thôi con. Tội nghiệp. Dạ. Nhan nó coi vậy chứ thấy thương lắm con.
Hồi nhỏ nó là một cô bé rất là vô tư. Nếu như mà không có bi kịch xảy ra thì... Bi kịch hả? Thì cũng có. Thôi được rồi, con qua đây. Nội kể cho con nghe. Dạ. Là sao vậy anh nội? Con là bạn thân của Nhan. Con biết chuyện chứ xíu, đặng chi? Đặng con khuyên bảo nó nghe. Dạ. Sống phải vui tươi, tích cực lên nghe không? Đó. Vậy từ hồi lúc mà Nhan nó 3 tuổi đó con, thì má Nhan nó đã bỏ ra đi rồi. Bị gì chê là ba của Nhan rồi bất tài vô dụng. Nói chung là lúc đó bà nghe tin đó bà cũng bàng hoàng lắm. Nhưng mà bà biết cái người đau đớn nhất vẫn là ba con Nhan. Đó, nó không có làm việc chú tâm được. Nên cuối cùng nó bị sa thải con, mất việc. Rồi ai về đâu á, ba Nhan cái thứ bị tới đây nó túng quẫn quá đó. Trời ơi, tới này nó bí bách quá, nó không biết làm gì. Con biết nó làm gì không? Làm gì hả nội? Đốt nhà. Đốt nhà? Cái nhà cháy đùng đùng đùng, sợ muốn chết vậy, tất cả mọi người đều chạy ào ra ngoài. Tao nói không ai bị gì hết trơn á, chỉ có Nhan. Nhan? Nó bị cái cây đà đó đập vô mặt rồi cái thành cái thẹo trên đây phỏng. Ây da, tội nghiệp lắm con ơi. Nhưng mà cũng sao, cái đợt đó thì ba Nhan cũng hối hận, rồi cũng đứng lên, cũng đi tìm việc làm vậy đó. Nhưng mà cái thái độ với con gái thì cũng vẫn không có thay đổi. Bởi vì sao con biết không? Cứ nhìn Nhan, Nhan giống má nó quá mà. Nhìn nó một cái nhớ đến má Nhan. Cái nó giận chứ không có gì hết á. Con là bạn thân của nó, có gì vậy con nói cho nó đừng có buồn nghe không? Dạ con biết rồi. Mà nội dặn vậy. Dạ. Con là bạn thân nên nội nói chuyện này cho con nghe để con hiểu thôi nha. Con đừng có đi ra nói ra bên ngoài, tội nghiệp cho con nha. Dạ. Nha, mất công mà nó lại bị, trời ơi, nó bị tự ti nữa, tội nghiệp nó hen. Dạ nội yên tâm đi, con sẽ không nói chuyện này ra đâu. Alo, tao nghe nè. Tao có chuyện này muốn nói với mày á. Ừ. Hôm bữa tao có nghe anh Khoa nói mày không xứng đáng với anh Khoa vì cái vết sẹo ở trên mặt của mày. Với lại tao có một bí mật muốn nói cho mày biết. Cái vết sẹo trên mặt của mày là do ba mày gây ra đó. Mày nói sao? Vết sẹo trên mặt của tao là do ba tao gây ra hả? Đúng vậy. Không ai rõ bằng ba mày đâu, cho nên mày hãy hỏi ba mày đi. Thôi, tao có chuyện rồi, tao cúp máy nha. Ba, có phải vết sẹo này là do ba gây ra đúng không ba? Con nhỏ này, bữa nay dám nói lớn tiếng với ba vậy hả? Ba còn muốn giấu con tới chừng nào nữa? Con đã biết hết sự thật rồi. Con nói cho ba biết, vết sẹo này con mang trên người, ngày nào vô chuồng cũng bị bạn bè chê cười, bị mọi người xa lánh, giễu cợt. Nhưng mà con đâu có nói gì đâu, tại con biết là do mình xấu xí thiệt, nên người ta cười là đúng rồi. Con nghĩ á, là về nhà có ba có nội là chỗ dựa tinh thần cho con. Vậy mà ba có bao giờ ba thương yêu con đâu. Ba lúc nào mà cũng căm ghét con hết trơn á. Làm cái gì cũng không vừa lòng ba. Con đã cố gắng hết sức lắm rồi á ba, mà chưa bao giờ ba thương con hết. Con nhỏ này, nghĩ bậy bạ. Làm sao, làm sao mà ba muốn giết con được chứ? Hả? Ba quá đáng vừa thôi ba. Con nói cho ba biết, nếu như á mà cả ba cũng không cần con nữa thì vậy con tồn tại trên cõi đời này là vô ích đúng không ba? Con sẽ biến mất cho ba vui lòng.
Nhan! Sao lại như vậy chứ? Sao em ngốc quá vậy? Đâu phải nhất thiết cái gì cũng phải nghĩ tới chuyện chết đâu. Lỡ em chết đi rồi á, anh sống với ai hả? Tại em nghĩ em xấu xí như vậy, ba cũng không thương em, anh thì cũng không thể nào thích em được. Cho nên... Em à, ai nói em xấu? Chứ đối với anh á, em là một cô gái xinh đẹp, bản lĩnh. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Cũng may là em được đưa đi cấp cứu kịp thời. Nếu không thì... Tao cũng xin lỗi mày nhiều nha. Tao ích kỷ quá phải không? Tao xấu tính nữa. Tao không muốn mày bị như vậy đâu. Mày tha lỗi cho tao nha. Đừng có giận tao nha. Chuyện qua rồi, tao không có trách mày nữa đâu. Ba xin lỗi con nha. Ba biết mình cư xử không tốt. Thật ra là Ba biết mình có lỗi, có lỗi từ lâu lắm rồi, nhưng mà Ba không dám đối diện nó. Và Ba không biết phải mở lời để nói tiếng xin lỗi con như thế nào. Nhưng thật tình là ba ân hận nhiều lắm. Con tha lỗi cho ba nha. Dạ, con không giận gì ba hết. Con cũng rất thương ba. Thôi, bây giờ mình bỏ qua hết mọi chuyện cũ. Mình bắt đầu một cuộc sống mới, lạc quan và tự tin hơn ha. Nhìn gió xa rồi trở nên xa lạ, chỉ mong chờ thứ ta. Vậy ngày gì cũng xin lỗi, hàn gắn những vết thương thôi. Đừng cố im lặng, chỉ biết nhìn thời gian trôi. Ngại gì nói câu xin lỗi, buồn phiền rồi sẽ xin lỗi.